thi đấu thứ 5. Xem Long có đổi sang cái màu khác không. Và lại có voi, tôi lại đưa voi về thôi. Đưa voi về đóng ép thôi, chơi bài tàu tiếp. Rồi, trận này thì không chết dân sớm rồi. Anh cầu voi mượt lắm. Giám đình đánh ngay hôm qua rồi anh. Bảy yêu này thì ôi tí đóng S2. Anh Xe Lăng vẫn đưa về. Có võ này thì vẫn muốn đưa về rồi. Quả phụ. Rồi. Thủ đô một vòng. Hai cánh rừng thông và quả phụ bảy yêu 5 con, đá 2 con về. Trước anh tự làm khó mình, trận này anh phải sửa sai thôi. Bài hai voi bầy hiêu và quả phụ. Quả đầu có vẻ hơi dốc. Ui, 4 voi. Xin lỗi mọi người, 4 voi. Thì xin lỗi mọi người, 4 voi. Hình như vừa cắm thêm dân chặt gỗ thì phải. 6 dân chặt gỗ. Không bị làm gì đây. 7 dân chặt gỗ. Ai già. Hình như có mùi quen quen. Gì đâu, ông đá bị hiêu về nghi nghi rồi. À đây, cắt dân ăn quả thật, may quá. May quá, anh nhả dân đi. Nhả dân đi anh ơi. Nhả dân đi. Tự tin lên. Ôi xin rồi. À may quá. Được, may quá. Nào, anh em vào bảo Long không dám. Đây, Long dám luôn, cái gì mà không dám. Cái bài đẹp anh đánh hết, cái gì đâu. Thua thì thôi. Thua đằng nào chuẩn nhận ưu tiên. Kèo thi đấu vui vẻ. Nhưng mà tất nhiên là tiền nó cũng ai cũng thích rồi. Ai cũng thích thằng bung hai nhà chính dành cho Sen Long. Nào. Bốn voi, quả phụ và bầy yêu. Chim sẻ với một game thủ phải soi tham thủ dạng nhanh và đầu lẩy số nhanh thì chim sẻ chắc chắn nó biết. Quan trọng nhất là Ken Long đã tự tin rồi. Liệu có một chiến thắng dành cho anh không? Phải thắng cơ. Ba mươi dân. Trời, cuối bảy. 30 dân của xe. Anh em like cho phát đấy quả hai nhật chính này. Like cho phát. Tất nhiên là Long tự tin rồi. Quả hai nhạc chính này với tay cơ cấu căn ke như Sang Long thì nó lại phù hợp. 26 dần thì từ sẻ như vậy, sẻ cũng vài kích đầu 10 thôi. À. Chơi đi. Ui rồi, thẻ đi rừng A. À, hay rồi anh ơi. Có đi rừng A đấy.
Thomas. Rogan? Thomas. Thomas. Alamon. Alamon. Oklahoma? Thomas. Alamon. Thế là tình huống bo. Thomas. Như vậy đồng hàm chỉ khác thôi, 41 trên 48, 42 để ra là chăm chú bo ở chỗ kia, anh đầu tư đến 3 nhà E để bo vào chỗ đấy thôi. 3 nhà E gần trăm gỗ ít đâu. Nhà A thứ 6 thì sao xem lâu. Rồi, nhốt hai dân đến từ Long. A 7 á. Ôi, tôi buồn cười quá. Thôi, chúng ta chờ đợi xem Long anh đánh phiêu quá. Em trước ngày xưa có xem X-Man đánh với cả Tiểu Thủy Ngư, anh đánh 9A thì cũng đã phiêu rồi. Còn xem Long đánh 7A bài bùng hai nhà chính. Này có anh ơi, sẽ dâng được mấy A đây? Sẽ dâng được mấy A? Đập đi anh ạ, đập luôn. Có bánh xe thôi. Dân mình có gì ngoài dân đâu. Đập đệ. Cứ lấy dân ra mà lệ. Nó có hai dân đấy, anh có một vốc. Tuổi gì? Rồi, có tên cung đợt đầu. 5 nhà BA dư sẻ, xem Long có 7 con cơ mà. À, đen một A đi, rất dân chơi. À, đều đệ. Đều đệ. Vẽ thêm ruộng. Giờ thì gỗ nó nhiều và lực thực không có, đẩy lên tổ luôn. Tơn thứ hai, 6 con. À, sẽ xuống dưới dốc rồi. Sẽ Long vẫn đang đẩy lên tổ nhà A. Số lượng quân đông hơn hẳn, đang có lợi thế khi mà dân của sẻ và quân của sẻ đang chết. Rồi dí đi anh. Sẻ đang cấp tốc. 64 trên 76. Phút thứ 16 thì là set lock. Kim sẻ vẫn đang cố để mặt điều cái bài đi dâng A của mình. Vâng, sẻ mới là người bị nhốt. Rồi xem lock anh cứ đứng trên dốc này thôi. Đứng trên dốc mà tua xuống. 59 trên 76 dành cho set lock. Vâng, sẻ móc à. Sẻ muốn định kỳ đơn từ 100m bản đồ vào. Thế Long có thêm một tơn nữa. Vậy E nào. Vậy E cản đường cái thủ chim sẻ. Đã. Rồi. Vậy E cản đường cái thủ chim sẻ luôn. Ra úp A tiếp. 63 trên 76 dành cho Sen Long. Và tiếp tục những tình huống vậy E. Có vẻ sẻ đã quýt. Có vẻ sẻ đã quýt. Và đúng là như vậy rồi. Tỷ số là 1-0. À quên. Tỷ số được rút ngắn xuống là 2-3. Ui, 51 dân so với 31 dân của sẻ, hơn đến 20 dân. Hay đến từ xem lòng. Anh em like đi còn gì nữa. Không like vâng hơi phí. Khoảnh khắc ngôi sao. Lên đời bằng khít nhau. Và tham lai đè tươi đến cuối.